Chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu mẫu đồng hồ A99 nhé. Đây mặt đồng hồ có logo SH này. Sơn này sơn tĩnh điện 3 lớp, có phủ thêm lớp bóng nữa. Đấy, bây giờ đầu công là một đá. Sản phẩm này có kích thước chiều ngang là 1m6. Đây, kim trôi. Chiều cao của sản phẩm này là 55cm. Chiều mẫu này rất sang trọng. Các viên màu xanh là đá. Mọi người nhìn hàng cao cấp của bên mình.